giờ chúng ta học Phật phát tâm từ bi rồi, thì quý vị nghĩ đi, chúng ta nếu mà không sát sanh luôn thì nó càng tốt, chứ nếu mình không sát sanh thời gian sát sanh nữa đâu tốt, đúng không quý vị? Thì chắc chắn là ăn chay trường tốt rồi. Ăn chay trường là giống như là thật sự sám hối. Quý vị biết rằng là trong nhà Phật cái giới đầu tiên Phật cấm là cấm sát sanh. Mà mình là Phật tử mà mình phát tâm ăn chay trường thì nó quá hay, nó quá đúng luôn. Còn nếu như người mà chưa ăn chay trường được nó ăn chay kỳ thì cái điều đó có ăn chay cũng là tốt, nhưng mà nó là không tốt bằng là ăn chay trường. Có những người hỏi Nhân Đức, vậy con còn ăn mặn niệm Phật được không? Được chứ. Nhưng nếu ăn chay trường mà niệm Phật thì càng tốt hơn. Có cái cô kia, cô ở miền ngoài, cô vô đây, cô nói ở ngoài đó nhiều vị không có khuyên chay trường đâu thầy ơi, mà khuyên ăn chay kỳ. Nên Nhân Đức nghe vậy nên bữa nay mới có cái đề học này. Nhân Đức nghĩ rằng là không khuyên ăn chay trường là chắc họ ăn chay kỳ, vì họ ăn chay kỳ nên họ khuyên vì ăn chay kỳ. Quý vị công nhận không? Chứ không lẽ bây giờ khuyên vị hơn người ta, không lẽ bây giờ Phật tử mà hơn ông thầy, ổng còn ăn chay kỳ, quý vị ăn chay trường sao được? Mà mình ăn chay kỳ không có khuyên người ta ăn chay trường được đâu quý vị ơi. Thấy không? Có nhiều người nói rằng là mình khuyên người ta ăn chay trường người ta sợ, người ta không dám đến chùa. Vậy thì coi ở đây có đến chùa đông không? Vì cái lượng Phật tử ngồi ở đây, người nào ăn chay trường đưa tay coi thử quý vị. Không? Đa phần quý vị thấy nha. Cho chàng pháo tay thiệt lớn nha. Bao nhiêu người ăn chay trường này, bao nhiêu con vật đỡ chết. Có ông này ông nói một câu vậy nè. Bây giờ khuyên người ta ăn chay không, vậy thì những cái con vật nó càng ngày nó càng nhiều, rồi rau củ quả thì mắc sạch, còn con vật càng nhiều mà con vật càng nhiều thì nó chiếm ưu thế sống, vì con người sống ở đâu? Xin thưa quý vị, nếu như mà nhân loại này mà đa phần đều ăn chay hết đó nghe, thì tự nhiên con vật nó không có nhiều, không có nhiều. Vì mình không sát sanh nên cái sự tái sinh vì súc sanh nó ít lại. Hiểu không? Mà tự nhiên á, cây xanh nó mọc lên, nó giúp cho cái hoàn cảnh mình sống rất là mát mẻ. Con người vì sát sanh mình mạnh lên, thì thí dụ như mình chiếm ưu thế về đất đai, mình dọn bớt cây xanh, từ nơi đó mà mình mọc lên những cái vị trí để làm ăn cho phát triển, nên cây càng ngày càng chặt bớt đi, rồi nó mọc lên những cái vị trí mà sát sanh hại vật, hay là những cái nơi công ty xí nghiệp càng ngày càng nhiều, rồi thải ra rất nhiều hóa chất mà làm ảnh hưởng đến môi trường. Nếu như mà con người ăn chay trường thì tâm dịu lại, lòng tham giảm bớt đi, từ nơi đó mà cái hoàn cảnh xanh tươi nó sẽ phát triển chắc chắn luôn. Nên người ta nói rằng ăn chay cứu quả địa cầu mà, tâm lượng nó yên, nó mát mẻ thì quả địa cầu này được mát. Quý vị coi, thí dụ như bây giờ ai mà giết mình, quý vị coi, người giết cũng săn hẳn mà người chết cũng săn hẳn, đúng không? Vậy thì mình giết con vật mình lúc mình cũng là mang cái tâm ác. Tại vì vì công nhận không, quý vị cầm dao bị cắt cổ con gà sao mang tâm thiện được? Không thể nào mà giết con vật mà mang tâm thiện. Hay là mình đâm con trâu, hay đâm con heo, hay mình giết con bò, mình cạo con chó, lông con chó mình nhặn nước nó, mình trụng nước sôi, lúc đó là cái tâm ác nó nổi lên dữ lắm quý vị.
mà cái tâm ác nó nổi bản thân mình, mà cái tâm con vật đất nó cũng nổi tâm sân hận ác gì mình giết nó. Từ nơi đó cái tâm sân hận đó nó giống như nó phát triển lên cái quả địa cầu, làm quả địa cầu này nóng bức lên, nhiều tai nạn. Nên cái việc ăn chay trường là cái việc rất đặc biệt, và cũng đừng bao giờ diễn lý do là do vì bản thân mình còn thích ăn mặn mà mình nói rằng còn làm nhiều việc nên ăn chay, sợ bị yếu đi, làm không nổi. Bây giờ 3, 4 người, 5, 7 người làm không bằng mình những đức nữa. Đúng quý vị? Mấy vị thấy những đứa cũng mập mạp, sáng sủa rồi khỏe, thấy không? Càng tu càng thấy dễ thương à! Đúng chưa? Nên từ nơi đó, vậy là nhờ ăn chay niệm Phật mà ra chứ đâu, thấy không? Đó. Vậy thì nếu quý vị ăn chay niệm Phật thì quý vị cũng dễ thương những đức thôi đó, thấy không? Đó. Bây giờ phụ nữ mà ăn chay niệm Phật á, là càng ngày càng đẹp. Tại vì người phụ nữ này tính khí dịu lại thì sắc diện nó tốt. Còn nếu như mà bây giờ mình sát sanh hại vật, giết mình săn hận thì người phụ nữ này mau xấu. Quý vị biết rằng cái độc tố người phụ nữ nó nhiều hơn người đàn ông. Nên quý vị coi mỗi tháng quý vị tiết độc đó thấy chưa. Đã là vậy mà nếu mình mà còn ăn thịt sát sanh và săn hận ghen tuông ích kỷ nữa thì cái độc tố bị càng cao độ lên thêm. Vậy thì vì có tiết ra nhưng mà chưa được tới tháng mà nó đã tích tụ độc dày, nên từ nơi đó mà xấu xí. Còn giờ mình ăn chay, mình niệm Phật, mình dịu tâm lại, từ nơi đó mà độc tố cơ thể giảm bớt đi thì cái sự bài tiết nó cũng ít, nên mỗi tháng chu kỳ nó cũng đỡ đau bụng hơn. Thấy không? Nên á, ăn chay cứu quả địa cầu, vừa trưởng dưỡng lòng từ, nghe theo lời Phật dạy. Nên cái người ăn chay là quá đúng rồi, quá phù hợp. Phan đã nói rằng cái câu ông ăn chay mà ông còn nghĩ ác, ông còn thủ đoạn, còn thua người ăn mặn mà hiền từ. Nói câu chơi vậy thôi, chứ nó nghĩ ác là nghĩ ác, mà ăn chay thì nó có tốt hơn chay. Đúng quý vị? Nên nếu mà người ta có tâm ăn chay là người ta cũng có lòng từ rồi đó, thì mình khuyên người ta ăn chay là điều tốt nhất. Còn bây giờ mình ăn chay kỳ thì cũng từ từ phát triển lên ăn chay trường. Nên mọi người yên tâm đi, ăn chay không có thiếu chắc đâu. Nên ngày xưa những đức đi đến những ngôi chùa, những đức tu, vị thầy chủ trì lúc nào cũng khuyên Phật tử ăn chay trường. Vị đó là vị mà khuyên người ăn chay trường và phóng sanh nhiều nhất. Hiểu không? Nào rõ ràng cái đấy. Khuyên niệm Phật ngày xưa cũng khuyên niệm Phật dữ dằn luôn. Nó đời của những đức nè, phóng sanh không bằng ha. Nói về khuyên ăn chay, những đức cũng không khuyên nhiều như vị đó. Nhưng mà đa phần cái người Phật tử đi đến những đức là tự họ sẽ biết. Tại những buổi giảng những đức cũng xen vào, ăn chay trường là điều tốt. Nên chùa Phật tử đến chùa mình ăn chay cũng đa phần, vì những đức nói về nhân quả nhiều, khuyên nên ăn chay xuyên và qua định lực nhân quả. Còn cái vị kia đó là những đức ngày xưa thấy giảng là đa phần là điều khuyên ăn chay và phóng sanh, phần nhiều luôn, lúc nào cũng nói về ăn chay và phóng sanh. Nên từ nơi đó mà cái việc đi đến chùa mà được dạy ăn chay là cái căn bản để mà phát triển lòng từ. Nên năm xưa khi Hòa Thượng Chí Tịnh còn tại thế á, khi Phật tử đến đảnh lễ Hòa Thượng, Hòa Thượng hỏi con ăn chay trường chưa? Dạ con ăn rồi, con có niệm Phật không? Dạ có, con cố gắng phóng sanh ăn chay niệm Phật, nhiều thôi cố gắng làm. Lâu dài thì tự nhiên nó có kết quả. Nên mình đã xuất gia đầu Phật thì cái đặc biệt ban đầu nhất là trưởng dưỡng lòng từ, không sát sanh. Vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta trôi trong cái dòng sanh tử này, rồi báo thù nhau, giết nhau, đập nhau, chém nhau, rồi kiếp nạn vì chiến tranh cũng từ sát sanh mà ra.
Bây giờ quý vị mà ngồi bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta đã từng giết loài động vật như thế nào, giết kiến, giết gián, giết con vật như thế nào. Quý vị coi loài người chúng ta là thông minh đó, mà cái kiếp nạn á, khi chiến tranh quý vị coi, tự nhiên đang bình yên không chịu sống gì đâu, tự nhiên cầm súng đi qua nước này nước kia, bắn qua bắn lại ở nhau chết queo, tên này nhắm lên kia bắn lại chết, bắn qua bắn lại chết. Mình có giết nó nhiều thì nó cũng giết cho mình lại ít thì cũng chết. Rồi nhà cửa tự nhiên liện lựu đạn cho nổ nhà banh nhà chơi vậy đó. Mình thì còn mua lựu đạn, mua súng nó cũng hao tiền. Rồi nhà cửa hư đi cũng hao. Vì thấy không? Mà từ xưa tới nay quý vị kiểm lịch sử đi, dù một nước có lớn cỡ nào nhưng mà chiếm nước người ta chiếm có được. Tại vì cái số phận của mình là như vậy thôi. Mình đi chiếm người ta là ngược lòng chờ. Ngược lòng chờ rồi, từ khi cái đất nước nó họ ác quá thì tự bị diệt vong thôi. Thì tự nhiên cái đất nước cái bên có phần thì tự nhiên thu phục đất nước đó để cai trị và thương người dân ở nơi đó thì đúng phù hợp vào chờ đất. Còn nếu mà đi ngược lại định luật chờ đất, các vị thấy từ xưa tới nay có nước nào chiếm nước nào được đâu. Dù mình có đô hộ người ta thời gian thì cuối cùng người ta cũng quật ngược lên lại, tại vì mình dùng cái cách mà áp bức người ta nặng quá. Nên người ta phải từng đời người ta phải di chúc lại là phải cố gắng đứng lên để giữ lại non sông cái đất nước của mình. Nên từ nơi đó từ xưa nay vì coi lịch sử đa phần luôn, dưới nước Việt Nam mình dù nhỏ nhưng mà có nhiều lần đất nước lớn cũng sang qua đánh, nhưng cuối cùng thì mình vẫn đuổi người ta đi về nước của người ta. Nên mình thấy không, từ cái kiếp nạn sát sanh nó khiến cho con người phải tự tàn sát lẫn nhau, cầm súng cầm dao chém đâm nhau rồi thành một bãi chiến trường đổ máu linh láng hết chứ. Nhưng mà do từ lòng tham và từ cái tâm sân hận chiêu cảm từ cái nghiệp sát mà ra. Nên Ấn Tổ ngày nói một câu này nè: muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Thấy không? Lúc trước như Đức đọc mấy câu chuyện á, ở ngoài miền ngoài có một cái đoạn đường thịt chó, giết thịt chó quý vị. Có mấy câu chuyện xuất hiện ở cái làng đó mà người ta rùng mình luôn đó. Cái ông này mà ổng mà giết con chó rồi vị, mà đem để vô nồi nước sôi trụng á, vậy không biết làm sao á, mà nó nhảy lên nó chụp vô cùng cổ ông, nó kéo ông vô cái nồi nước sôi rồi nó nằm chổng luôn vậy, nằm trong chổng với nó. Rồi xong rồi con cái đi kiếm đi tìm, mà cuối cùng vớt ra con chó ra thấy ổng nằm trong đó chết chung với con chó. Mà hình như là mấy câu chuyện như Đức đọc mà cái làng thịt chó nó rùng mình luôn á, mà họ làm giàu dữ lắm quý vị, nhưng mà tan nhà mất mạng. Những Đức nói vì cái nghề sát sanh không có tồn tại đâu. Dù bị giàu nhất thời nhưng đó là cái phước trong mạng tu đời trước quý vị quá dày. Nhưng quý vị sát sanh hại vật, quý vị giàu là quý vị đã tổn phước đức nhiều dữ lắm rồi. Mà tiếp tục làm nữa thì bắt đầu nó sanh ra họa tai bệnh hoạn, gia đạo con phá gia chi tử vô nhà, rồi hung bạo sân si. Quý vị coi gia đình mà giết heo là cái gương mặt của người đó ghê lắm, con cái nó kinh khủng lắm. Gia đình mà đập đầu bò hay là giết bò giết trâu, tự nhiên con người đó nó hung sùng dữ dằn lắm. Vì coi cái gia đạo mà sát sanh đi, quý vị đụng họ, họ đâm quý vị thiệt. Tại vì sao? Tại vì họ đâm bò đâm heo, thấy máu heo quen rồi. Với cái cặp mắt của họ đó, làm trong vòng thời gian mười mấy hai chục năm là nó biến dạng, cặp mắt nó tự nhiên nó kéo mây đỏ qua bên. Tại vì nó nhìn máu mỗi ngày nên cái mây đỏ nó kéo qua cặp mắt họ. Hồi xưa dưới quê nhà Đức thấy rõ ràng, có cái ông nhà kế bên mà ngày xưa chưa có chích điện giết bò đâu, nhưng bây giờ mà là ta kéo con bò ta cuột vào cái cây. Rồi cái cây thiệt là cứng, người ta gịch nó, ta xiết vào. Rồi xong ta lấy búa, người ta đập. Mà quý vị coi, chúng ta mà nhức đầu còn hơn là khi nhức đầu thôi nghe. Mà sự đau đớn của mình á, giống như là chờ dán vậy đó. Quý lâu lâu mình đi mình đụng đầu nhau, còn đụng vô cái cột nhẹ cái thôi, giống chờ dán ấy, thấy không? Cái này mà cầm nguyên cái búa mà quết vô đầu con bò, mà quết một cái là kêu quết cái nữa quý vị biết rằng là ngày nào cũng nghe tiếng kêu đó kinh khủng lắm, rất là kinh khủng. Thì cái tâm sân hận đó, khi tâm sân hận nổi lên, thịt nó trở thành độc. Mà thịt nó trở thành độc rồi mình ăn độc. Nên Phật nói là ăn đắng uống độc là gì thế? Cái tâm đó nó thịt nó thành độc. Nên khi mình ăn thịt đồ này kia, quý vị đi kiểm tra đi, quý vị tổng kết một cái quốc gia thử đi. Nếu quốc gia nào mà ăn chay trường là quốc gia ít bị ung thư, và thường là tim mạch đồ này kia hoặc là lên máu đó ít có lắm, cơ thể họ quân bình nhiều hơn người ăn mặn. Quý vị đi vô trong bệnh viện, quý vị coi coi, đa phần là người ngoài đời người ta bệnh đau nằm nhiều hơn người xuất gia.
hơn. Quý vị coi cả chùa người ta đông gì đó mà người ta cũng uống thuốc gì đâu. Mà có cụ sống cùi cùi, cụ ăn cơm, cụ ăn tô tô. Trẻ như mình mà ăn khi không bằng các cụ trong chùa mình. Đây là thấy rõ ràng luôn mà. Sườn mà có khi cục cứng ngắc, bà ngâm vô nước bà ăn ngộn 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 ngộn. Khi bà không có răng quý vị, nhiều khi ta cúng á, sườn lâu lâu chiên cụ ăn cứng, bà bỏ vô nước, xong bà bẻ cái khúc bẻ vô nước, bỏ vô nước, xong bỏ vô miệng làm nè. Ừ, lừa quá lừa lợ, dễ thương ghê, hiểu không? Thế quý vị, mà quý vị thấy như Đức làm cũng giống đúng không? Đó, nên á, cái việc ăn chay nó rất là đặc biệt. Nên người nào ta ăn chay được, mình mừng giùm cho người ta. Nên mình á, là một người xuất gia, khuyên Phật tử ăn chay trường, điều này đúng dữ lắm, không có sai. Những Đức thấy á, mỗi một con người chúng ta học Phật á, mỗi một nhân viên chúng ta học được, nó đều có cái tốt, nhưng mà mình nghe để mình nhận thức, chứ mình không có chỉ trích ai. Quý vị nhớ kỹ là, thí dụ như bây giờ mình nghe câu Phật hiệu tốt quý vị, mà có những người họ lạ kỳ, họ nói u tu mà đeo máy niệm Phật ngộ thấy ghê. Đúng rồi, tại quý vị không có đeo nên thấy quý vị nó lạ, thấy không? Chứ người ta đeo máy niệm Phật nó tốt. Tại vì con người mình khi săn hẳn khó chịu gì, mình nghe câu Phật hiệu thấy dịu tâm rõ ràng. Đúng quý vị, dịu tâm rõ ràng luôn. Mình mong mình nhớ Phật nên mình niệm Phật, mình thường quên Phật nên mình đeo cái máy niệm Phật. Nên có nhiều người tội nghiệp cho họ là họ không đủ duyên. Họ nghe câu Phật hiệu thì họ sợ nhà có người chết, hoặc là nhà có người chết nó bắt điều niệm Phật. Quý vị ô, chùa này bắt niệm Phật xung quanh chùa sùm hết. Phật tử người ta về người ta ngủ ngon lành 100%. Có cô của nó là ở nhà cũng ngủ không được, mà vô chùa mình có ngủ. Bà ngủ mà đến nỗi mà tới cái giờ mà kêu đi tu mà bảo còn nướng. Nó bình yên quý vị, nó bình an mình sao á. Nên nó tầng thứ bảy là người ta làm sao, nhà người ta không ở, người ta về chùa mình đông dữ vậy. Nó bình an. À, nên á, thí dụ như vị không đeo máy niệm Phật mà người ta đeo máy niệm Phật thì mình nên ngưỡng mộ người ta. Vì người ta đeo máy niệm Phật để người ta nghe câu Phật hiệu để người ta thiện tâm. Còn mình không đeo máy niệm Phật được là tại vì mình thiếu duyên phước với cái pháp môn niệm Phật. Thấy không? Có những người họ nghe máy niệm Phật là họ nhức đầu lắm quý vị. Thì thôi vì đừng có đeo, nhức đầu mà đeo làm chi. Còn người ta đeo mà người ta ngủ ngon thì tốt của người ta. Đó. Nên á, những Đức thấy rằng chính bản thân những Đức gặp Phật pháp á, nó rõ ra, xin thưa quý vị, những Đức là đa phần học lớp, học không có trường lớp, học lớn không. Nó rõ ra là những Đức là liên hoàn rác, học liên hoàn rác. Là cái gì hay là những Đức sẽ lụm và ráp lại 100% luôn. Từ máy niệm Phật hay từ cái máy bấm số, đa phần chính bản thân của những Đức đều thấy cái đó là hay, là những Đức lụm, những Đức làm. Không có nói rằng là cái đó là của ai hết. Chỉ cần hay là lụm. Một đứa con nít nói câu hay những Đức cũng lụm và ráp nữa. Cũng như á, cái học như Đức là gì nữa quý vị? Hôm qua những Đức đi qua bên kia chia sẻ Phật pháp thứ bảy, những Đức chạy đến cái đèn đỏ, thì lúc đó vừa đèn xanh nó tắt đi tới đèn đỏ, thì hình như là 100 mấy giây đèn đỏ hay chăng vô cái cổng vườn, cái đèn đỏ nó lâu, thì những Đức ngồi trên xe, những Đức nhìn vô cái đèn đỏ, thì những Đức thấy rằng mình niệm một câu A Di Đà Phật và kết hợp với một dây vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên một dây niệm được một câu. Nếu trong cái thời gian chờ đèn đỏ đó thì mình cũng niệm được 100 mấy câu A Di Đà Phật.
Còn nếu như vị niệm Nam Mô với Đà Phật thì nó cũng là 1 giây. Tại vì ai với Đà Phật 1 giây thì chúng ta chậm lại chút thì để 1 giây. Còn Nam Mô với Đà Phật thì đúng 1 giây, những đức thử rồi. Thì nếu như vị tới đèn đỏ mà vị đi gấp gáp thì không được cái gì. Thà tới đèn đỏ, nhìn lên đèn đỏ, chờ đèn đỏ đi niệm Phật. Hay quá. Em thấy không? Tự nhiên nhận thức á, vừa làm vậy xong thì Đức nói ô cách này hay ta. Mình dạy Phật tử, thì thấy chưa? Phật Pháp nó đặc biệt á, là mình nghĩ về người ta. Nên từ một cái việc nhỏ vậy đó mà mình cũng nhìn ra để mình dạy người ta. Nó thành một mô hình luôn. Nhiều người được nghe công đoạn này, ô hay. Đúng quý vị? Đó. Nên từ nơi đó, thí dụ như bây giờ ngày xưa mình đi ngoài đường đi, mình gặp ai tai nạn giao thông hay là tai nạn gì mà chùm chiếu, mình gặp cho nói, ô tội nghiệp quá, tội nghiệp quá, ghê quá. Bây giờ mình không dùng câu đó nữa, mình gặp vậy cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì nó quá hay quý vị, đó, nó quá hay luôn, là cầu nguyện cho người ta được siêu thoát đi. Vậy thấy câu Phật hiệu hay không? Quá hay luôn. Mà cái cách hướng dẫn này nó không có dòng do tam quắc gì hết trơn, không có dòng do tam quắc gì, nó xác thực, nó dễ hiểu. Nên đa phần người ta nói những đức chia sẻ Phật Pháp nó rất dễ hiểu. Vì quý vị biết vì sao không? Vì những đức không có lấy từ Phật học, mà những đức lấy từ nhân sinh tự nhiên. Đúng không? Tại vì những đức có văn tự Phật học đâu, mà những đức lấy Phật học. Những đức đều là lấy từ nhân sinh tự nhiên để đem cái pháp môn niệm Phật này áp dụng vào nhân sinh. Nên tổ sư nói rằng cái pháp niệm Phật này là cái pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Đó. Đó, áp dụng vậy đó quý vị. Mà người ta nghe người ta được lợi ích nghe. Bây giờ đơn giản thôi, vị đeo cái máy niệm Phật này, ông chồng ông đưa cái tay lên ông tán vô mặt vì một cái bóp. Vì lúc trước vị quay lại, vị tức nha. Tán vô mặt cái bóp tức chứ vị. Yếu yếu chứ cũng tức á. Tán mặt cái bóp quay lại, làm quýnh tao. Tao. Vậy vậy đá, bóp bóp. À. Trời ơi. Trời sớm ơi. Chồng tôi đánh đuôi vậy nè. Trời sớm ơi, coi đây. Thấy chưa? Phải không? Có không? Bây giờ mới coi. Càng làm vậy thì đàn ông nó càng quýnh, nó tức lên. Hoặc là chạy ra ngoài sân. Có nhà bà chạy ra ngoài sân vậy. Chồm sớm á. Ông chờ ơi, ngó xuống mà coi. Làm chồng mà nó quýnh gì nè. Đó. Vì thấy cái cách gì, diễn đạt này ít ai mà làm vậy lắm. Người ta chỉ nói nhẹ nhẹ thôi chứ người ta không có làm đến mức này. Vì người ta làm đến mức này, người ta sợ người khác nói người ta mắc nết. Hoặc là giảng mà không có quay nghi. Còn những đứa không có cần cái chỗ đó. Những đứa chỉ mong quý vị lợi ích thôi. Đúng không? Quay gì nghi gì để cho người ta đi. Còn những đứa thì xác thực cho quý vị để được lợi ích. Nghe rõ ràng quý vị có vậy mà. Đúng không? Thì bây giờ mình nghe được pháp môn tịnh độ rồi, mình đã ăn chay nó dịu cái tâm rồi. Bây giờ mình gặp trường hợp chồng mình nó tán vô mặt mình cái bốt. Mình A Di Đà Phật. Nó dịu cái tâm liền lúc đó. Nếu bị làm được điều đó, quý vị là một người tu thật sự, là một người niệm Phật, một người nghe ông thầy giảng thật sự, lại bị có công phu. Vì nếu không có thằng chồng này tán vô mặt một cái thì không thể nào biết cái công phu tu của mình như thế nào. Quý vị có công nhận không? Như đứa hỏi quý vị, bây giờ nếu quý vị đã học Phật rồi, quý vị đã niệm Phật, quý vị tu rồi, mà giờ chồng tán vô mặt cái bóp, quý vị còn à! Trời ơi. Lấy quý vị tiêu rồi. Thật sự bị tiêu rồi. Hoặc là mình nhào vô chồng mình quào nó. Nắm áo nó, có nhiều bà quýnh không có lợi, mà nắm áo nó ghì lại. Để làm chi? Mày quýnh tao đi. Nắm áo ghì lại, mày buông tao ra, mày buông tao ra, buông tao ra, bốp bốp, nắm áo ghì, nắm hoài luôn ấy vậy, ghì lại, quýnh tao đây, mày giết tao đây. Mày thấy mình ngu không quý vị? Bây giờ học Phật rồi mình thấy mình thật tình quá là ngu luôn.
Chỉ cần mình khôn một chút thôi là mình chỉ có bị đánh một cái thôi. Còn mình ngu bị đánh liên tục. Chỉ cần mình khôn nên mình A-di-đà-phật, anh đừng có đánh em nữa nghe anh. Đừng có đánh em nữa nghe, tội nghiệp em. Một câu đó thôi quý vị, là người đàn ông nó tắt cái tâm liền. Nó tắt liền cái tâm liền quý vị, nó bảo đảm quý vị luôn. Vì thử đi, 100% quý vị luôn. Cái người đàn ông á, họ nóng lên nhưng họ mau nguội lắm. Đúng rồi. Nghe không? Họ nóng mà họ rất là mau nguội. Nhưng quý vị nhớ nghe, người phụ nữ của quý vị, người phụ nữ quý vị tuy là như vậy nhưng cái tâm mà báo thù quý vị nó mạnh hơn người đàn ông. Tâm báo thù. Có khi vị sẽ ngồi suy nghĩ một cái cách gì để quý vị sẽ hại ngược lại. Nhưng người đàn ông người ta có thể nóng lên, người ta tát tay quý vị, nhưng xong rồi người ta có thể ngồi, người ta suy nghĩ, người ta tội nghiệp quý vị. Nhưng mà do cái lúc đó người ta quá nóng, quý vị lại la lên, quý vị chửi lên. Hoặc là quý vị có nhiều bà rất dữ nghe, nắm áo chửi, chửi ngược lại, quýnh không quýnh nổi, quýnh không được, nhưng mà chửi: cha mẹ mày, cha mẹ mày đẻ biết dạy mày, mày quýnh tao, đúng không? Có không? Đó. Được chưa? Rồi bây giờ châm dầu vào lửa, nó càng tức, càng tức, càng tức lên, nó đánh mình quý vị. Nó đánh mình. Mà cái đánh này là do mình đã từng đánh súc sanh mà ra. Mà chồng mình với mình cũng từng là loài súc sanh. Cái câu chuyện Đức đã từng kể đó, thấy chưa? Bà này bà hỏi vì sao mà cuộc đời bà bị chồng đánh nhiều như vậy. Đức Phật nói rằng nhà bà ngày xưa đã từng nuôi một con ngựa, bà đánh con ngựa tối ngày. Mà con ngựa đó là chồng bà bây giờ. Bây giờ đời này bà chuyển kiếp thành người nữ, chồng bà là con ngựa. Những cái đời kiếp bà đánh nó bây giờ thành đàn ông, chồng bà. Đánh bà tối ngày luôn, bây giờ bà muốn hóa giải cái nghiệp này thì phải làm sao? Bà dọn hết tất cả đồ nhưng để một cái gôi đánh ngựa lại. Bữa nay nó về nó đánh bà quỳ xuống. Bà quỳ yên để cho nó đánh. Khi nó đánh một chút nó sẽ hỏi bà: vì sao bữa nay khác như vậy? Mọi bữa đánh thì chửi hoặc la hoặc chạy, bữa nay thì quỳ yên để cho đánh. Tâm dịu hoàn toàn xuống. Thì bà mới kể lại lời của Phật dạy cho nó nghe. Khi nghe xong rồi hóa giải cái nghiệp chướng luôn. Bây giờ mình học Phật là mình khôn đi quý vị. Mình khôn đâu làm lợi người ta đâu. Mà mình làm vợ mình hơn chồng cũng ai khen mình. Nên bây giờ nó đánh mình một cái, mình A-di-đà-phật một cái, rồi bắt đầu là mình như thế nào. Anh đừng có quýnh em nữa nghe anh. Một câu đó thôi là tức khắc nó sẽ dịu hoàn toàn cái tâm xuống. Rồi có những lúc quý vị sẽ nhéo cổ, nhéo đầu, nhéo lỗ tai nó nói im gu. 100% trong đây có rất nhiều người phụ nữ. Có những lúc mà người đàn ông nó như cục đất vậy đó. Quý vị muốn làm gì quý vị làm. Cắn ngắt nhéo quý vị muốn làm sao cũng được. Quý vị thấy nó im gu, nó không tính gì với quý vị hết trơn. Có khi quý vị lấy tay xỉ xỉ vô mặt vẫn im gu. Nhưng mà lúc nó tức thì quý vị phải dịu liền. Đó là người phụ nữ cực kỳ khôn. Hiểu không? Tức lên là mình phải dịu liền. Mình không dịu mình bị đánh thì sao quý vị? Hiểu không? Mình không dịu là mình bị đánh. Đó, bây giờ rất nhiều người phụ nữ đây quý vị đã từng bị chồng đánh. Vì đừng có bao giờ đổ thừa chồng vì hung bạo dữ dằn gì. Mà quý vị hãy tin cái nhân cái quả sát sanh, đánh súc sanh. Mà bây giờ nó chuyển nghiệp lại, mà bây giờ nó đánh mình. Bây giờ muốn giải cái nghiệp này là mình phải dịu cái tâm. Dịu cái tâm. Đừng có bao giờ chơi với ai mà nghe lời người ta. Có nhiều đứa nói nè: mày đẹp mà, mày bỏ nó đi, mày kiếm thằng khác. Mày bước ra bao nhiêu thằng thích mày luôn. Mày sợ cái gì? Cái người không biết tu mới dám nói câu này. Nói câu này là tạo cái ác nghiệp. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Vì cái nghiệp duyên người ta trả chưa xong, mình kêu lấy người khác, người ta trả nợ tùm lum. Cuối cùng người ta dính nợ thêm tùm lum. Chỉ có Phật pháp dạy thiếu nợ thì phải trả. Hiểu không? Nên cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp của đao binh kiếp.
Cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp của phiền phức của gia đình, phiền tối của gia đình. Nên một cái gia đình còn ăn mặn, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng ngày cũng nói, mua thịt ở ngoài chợ đem về, đừng sát sanh hại vật trong nhà. Vì khi sát sanh hại vật trong nhà thì cái quán nghiệp, quán khí nó tập trung về gia đình mình rất phiền phức. Bây giờ như Đức học Phật, như Đức mới nhìn ra quý vị à, ngày xưa dưới quê có nhiều gia đình có khi bắt con chó bỏ vô bao nhận nước, bắt con mèo bỏ vô bao nhận nước, khách đến nhà cầm cây cầm dao luyện con gà gãy chân gãy cẳng đem vô cắt gỗ trụng nước sôi để đãi bạn bè, ăn xong rồi nhậu nhẹt xong vợ chồng huynh lộn có khi đập đồ đạc bánh chành trong nhà hết. Đó rõ ràng sát sanh hại vật, giết nó ăn rồi quán khí nó đứng nó kênh mình. Khi mình nhậu xỉn vô mình không còn cái thần trí sáng suốt, nó làm cho hai bên gặp nhau bực bội tức, và tự vợ chồng quýnh nhau có khi giết nhau, rồi khi đánh vợ đánh con, đủ chuyện trong gia đình lộn xộn. Nhất là cái gia đình sát sanh nhiều, khi quả báo nó đến rồi cái gia đình này cực kỳ lộn xộn lu bu. Quý vị coi á, chùa người ta đông như gì mà quý vị tại sao vị không để ý? Một ngôi chùa mà bây giờ bên hộ pháp mình cái giá chót gì cũng 500 người mỗi ngày ở đây. Còn bên Đại Tùng Lâm á, là 850 người. Bên chùa mới á, là ngày bình thường 750 người. Tổng cộng 2.000 người mà ngày nào cũng im re. Nghĩ đi, nhà mình có 2-3 người thôi. Có một người bạn làm việc nói rằng cái chỗ làm chỉ có 10+ anh em nam thôi làm, mà mình là chủ, mà nó kênh với mình, nó cự với mình, mà nó làm nó bực bội lên, nó kêu ra, nó hỏi tại sao nói nó diện dị được. Kinh khủng không? Người bạn nói rằng trời ơi, thấy thầy vậy đó mà chùa đông người, mà mấy chú trẻ đông quá trời đông, gì đâu mà lễ lộc hợp, nói một cái là răm rắp làm việc, ai cũng cực lực làm mà làm cười vui vẻ. Thì thấy ông nhà mình có 2 đứa con gái thôi, mà có khi nó tranh cạnh nhau từ khi còn nhỏ rồi đó. Nó còn nhỏ nó đã tranh cạnh nhau rồi nó. Hoặc là nhà mình có 1 thằng con trai thôi, mà lúc bình thường thì không có gì, nhưng mà cưới vợ cho thằng con trai cái là gì, con dâu gì nó kênh với mình. Mà con trai mình nó nghe lời vợ nó nói mình buồn á. Có khi mình nuôi mến tay mến chân từ nhỏ tới lớn nó vậy đó, mà sau này nó lớn lên nó có vợ, mình nói cái gì mình dạy vợ nó cái gì. Về con vợ nó nằm kế bên nó nói một câu nè, anh coi anh nói mẹ anh lại đi, bả khó khăn quá, nếu mà cái gia đình này gì thì anh nên tính lại đi, ra riêng đi, mình là út trong nhà gì chăng nữa, anh coi bạn bè nhiều người út cũng dặn ra riêng. Chứ sống mà em sống trong cái gia đình này á, mẹ anh mà nói vậy đó, em có chịu đâu. Nếu mà anh mà không quyết định á, là em bỏ nhà đi, hoặc là chúng ta chia tay đi. Lúc đó con trai của mình nó quá thương vợ nó. Nó nói mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có khó quá, không ai ở với mẹ được đâu. Mẹ mà làm quá đó nghe, con với vợ con ra riêng á. Hoặc là mẹ coi chừng con đó, đừng có nói đụng với vợ con là coi chừng con đó nghe không, cho mẹ biết á. Nó cực khổ, nó làm lụng chuyện này chuyện kia, mà về mẹ còn nói này nói nọ, mẹ sao mẹ khó vậy. Rồi mình lúc đó mình buồn thì thằng con trai của mình, trong lòng mình nó buồn thiệt là buồn quý vị. Mình nghĩ là ngày xưa mình nuôi nó mến tay mến chân, vậy mà bây giờ nó nghe lời vợ nó chửi mình, buồn dữ lắm. Nhưng khi quý vị nghe nhà Đức nói điều này là cái bài thuốc giải trước khi quý vị bị chuyện này xảy ra, hiểu không? Nên những Đức nói với vị nghe, tuy là những điều những Đức chia sẻ Phật pháp á, văn tự nó không có hay bằng người ta, nhưng mà những điều những Đức nói cho vị nghe là những điều quý vị có một phương pháp để vị giải quyết vấn đề trong cuộc đời này. Vì tất cả những việc này những Đức đã gặp khi những Đức ở trong chùa, nuôi bao nhiêu con người những Đức gặp xác thực hết trơn. Hôm qua có mấy người ở trường đại học trên thành phố, trường đại học gì trên thành phố mà đó y gì đó, y dược gì đó, đâu thầy cô giáo với họ xin tháng mấy gì nữa là họ dẫn 150 mà sinh viên ở trường đại học đó với thầy cô giáo lên đây
xin chùa mình những đức có một buổi nói chuyện với họ. Tại vì họ cũng nghe mình chia sẻ Phật pháp, thì họ vừa nói gì như đức nói là lúc nào vị sắp xếp được thì báo cho thầy Nhuận Quang, thế mà thầy Nhuận Quang sắp xếp. Những đức nghĩ rằng nó có gì đâu khó quý vị, mình là ông thầy, mỗi người nó đều có cái chuyên môn, mình hãy lấy cái chuyên môn mình ra để mình áp dụng. Người ta trường đại học nào đó người ta đến thì mình cũng giải quyết vấn đề bình thường, tại vì để cho thầy cô giáo đó giải quyết cái người học này của họ, những cái sinh viên học này của họ. Còn người ta đi tìm đến mình là mình nói về chuyên môn của mình là dạy làm người. Hiểu quý vị? Dù cho họ học họ ngoài đời, học họ là thạc sĩ, tiến sĩ đi chăng nữa, gặp những đức cũng thấy bình thường. Vì sao? Vì đó là chuyên môn của họ. Còn những đức là chuyên môn những đức họ cũng không đụng nổi. Hiểu không? Những đức dạy gì đi, mình là ông thầy, mình đi làm thầy hay, mình nói chuyên môn khoa học của người ta, mình nói khoa học cỡ nào mình cũng không bằng, vì người ta là chuyên môn nghiên cứu. Còn mình là chuyên nghiên cứu về Phật học thì mình phải nói Phật học nhân quả trong nhà Phật cho người ta nghe. Đúng quý vị? Bây giờ anh chị là bên y khoa gì đi chăng nữa tôi không biết, nhưng mà tôi áp dụng cái nhân cách làm người và thương người còn hơn là môn trị bệnh của anh chị, được không? Đúng không? Người ta đang cần mà nói những điều này đó quý vị, chứ không phải là người ta dẫn lại để cho mình dạy về chuyên môn của người ta đâu. Bậy quá. Nên có nhiều người xuất gia mình tệ ngay cái chỗ gì, là mình lại nói chuyên môn của người ta. Nên người chuyên môn người ta nhìn cái cách nói của mình, người ta không thích, không chấp nhận. Mình nói cái chuyên môn của Phật học mình nè, đừng có nói về khoa học, thì tức khắc mình trở thành độc quyền, khó ai nói được. Đúng quý vị? À, vì người ta tìm đến mình chứ đâu phải là những đức đi tìm người ta đi nói chuyên môn. Nó tìm đến mình thì mình có quyền mình nói cái gì mà bản thân mình biết. Mình nói những cái việc thương người, tình người. Tại vì lương y như từ mẫu, mình nói gì cái lòng từ của một người hành y, vậy thì dạy người ta là cái đạo đức của một con người hành y, thì quá đúng rồi quý vị. Đó. Nên cuộc đời những đức dù là trình độ lớp 3 thôi, những đức nói sau này bất cứ một cái thành phần xã hội nào gì, người ta gặp những đức đều có thể nói chuyện rất bình thường. Dù vài trăm người, vài ngàn người cũng bình thường, không có gì chứ. Tại vì sao? Vì cái việc làm của những đức chưa chắc họ làm được. Còn việc làm của họ những đức có khi làm không được, vì chuyên môn gì học của họ những đức đâu có biết. Những đức nói cái chuyên môn nuôi người già của mình được không? Đúng không? Nước sông không phạm nước giếng. Nên những đức nói những anh em trong chùa, mà mấy anh em trong chùa mình thì cũng không có học gì nhiều, nhưng nói sau này mấy ông chia sẻ Phật pháp đừng có làm thầy hay. Người ta là chuyên môn của người ta, mình đừng có xen vào. Người ta là nhà nghiên cứu, người ta có khả năng nghiên cứu của người ta. Người ta học môn đó, người ta có khả năng học của người ta. Người ta có thầy cô giáo dạy về môn đó của người ta. Còn người ta tìm đến mình là mình nói về cái giáo pháp của Thế Tôn. Đúng quý vị? Rất là xác thực. Đó. Nên có nhiều người tu mình là mình thất bại ngay cái chỗ là mình làm thầy hay, là bản thân mình ra vẻ mình là người có trí thức, kiến thức. Đó là cái mình bị thất bại, bị người ta chửi chết mù. À, chứ không phải chuyện giỡn đâu, tại mình nói nó bị lộ. Còn mình nói gì Phật học không có biết cái gì đâu mà sao lộ được. Bây giờ như Đức nói người, nuôi người già, như Đức là cao thủ rồi. Thấy không? Bây giờ những đức nói với nữ nè, quý vị mà nói đẻ ai hơn quý vị? Quý vị mà nói về đẻ và cho con bú sữa, rồi quý vị làm vợ thì sao? Quý vị mà kinh nghiệm, quý vị mà nói đi, quý vị là cao thủ luôn. Tại vì cái môn này quý vị là số 1 rồi. Hiểu không? Còn mấy ông đàn ông thì bây giờ mình nói vai trò làm chồng thì mấy ông là số 1, tại mấy ông làm chồng. Còn mình làm vợ mình nói vai trò làm vợ. Còn mình chuyên niệm Phật mình nói chuyên niệm Phật. Không, quý vị, đó là cái đặc biệt đó. Chúng ta có thể tham khảo để học tập, đâu có gì đâu. Nó nên người ta gặp mình mà vừa hỏi gì những quan nói này cũng khó thầy, người ta có trình độ không thầy, có kham nổi không? Nhưng đức nói con trình ở dưới bùn như đức còn kéo lên chứ cái độ gì.
Có gì đâu quý vị, cũng là con người với con người với nhau mà. Quý vị coi lễ Vía Quan Âm với Di Đà mấy chục ngàn người, trong đó bao nhiêu người trình độ trong đó, đúng không? Quý vị ngồi ở đây cũng nhiều người trình độ lắm, giỡn đâu, đúng không quý vị? Nhiều người đây trình độ lắm nè. Nhưng mà quý vị cũng nghe nhiều đứa nói chuyện mà đó, nên cái đó là cái mình rất bình thản. Mà niệm Phật ăn chay á, giúp cho mình an tâm. Do mình an tâm mà mình bình tĩnh, do mình bình tĩnh mà sanh trí tuệ. Khi sanh trí tuệ thì hoàn cảnh nào cũng được. Mà hôm qua gặp cái bà đó, bà cúng dường cho cái cặp về, mà bà mua cái cặp về mà bà để cái voi, cái giòi con voi. Hồi sáng đeo cái cặp về vô mấy cô nó cười muốn chết. Mà cái giòi nó nằm ngay đây nè. Cái về, cặp về, cái voi, cái giòi nằm ngay này. Mình đeo vô mấy cô nó cười quá trời cười. Cái này còn là quảng cáo. Quảng cáo sản phẩm mới. Thì coi á. Ừ, bây giờ coi á, rồi chạy lang thang qua chùa này chùa kia, công việc tối ngày lo, mà quý vị biết rằng á, đi đến mức mà không kịp thở. Từ đây đi qua bên kia làm đám cho các cụ, từ bên kia mới chạy về để chuẩn bị giảng mấy bài pháp, sắp xếp chương trình, không kịp thở. Còn người ta quá rảnh mà, ta ngồi người ta rảnh quá mà, tối ngày đi vòng vòng chậm chậm, bạn áo dài vô đi. Thì mấy ông cứ làm cái chuyện quay nghi của mấy ông đi. Tôi có thời gian đâu mà tôi đi như vậy. Bù đầu bù cổ nè, quay cái gì. Thì thấy không, Phật pháp không có chỉ trích ai hết trơn á. Nhưng mà mỗi người áp dụng trong cái cuộc đời người ta. Mình làm sao mà mình là chỉ Phật tử để cho người ta, mình thông cảm, mình hiểu được cái việc làm cuộc sống của người ta. Mình có đi làm chồng làm vợ ngoài đời đâu mà mình biết được cái cuộc sống gia đình xã hội bây giờ. Mình đâu có đi làm kiếm tiền, có khi đi tu từ nhỏ chưa từng đi làm thuê cho người ta. Mình vô chùa là mình đã đi học rồi, cũng là người ta cúng dường hoặc là tiền cha mẹ đưa đi học. Cuối cùng bản thân mình đâu có hiểu được mình đi làm thuê làm mướn là làm sao. Giỏi lắm là nghe được Phật tử nói này nói kia là văn tự, phô diễn mà hành trì thì chưa làm. Còn tôi nè, làm thuê làm mướn mười mấy hai chục năm nè. Tôi hiểu quá nè. Làm dữ lắm mới được vậy chứ không phải đơn giản đâu nghe quý vị. Nên mỗi một người mình phải nhận thức để mình dạy người ta. Mình dạy người ta làm sao nó phù hợp, nó để cho Phật tử người ta có cơ hội người ta tu. Tu được chút là lợi ích rồi. Còn hơn là người ta sợ người ta không dám tu. Thấy không? Bao nhiêu người gặp những đức. Hôm qua có anh Lợi nói: con này tài. Thôi. Anh sao? Quýnh vợ, quýnh con, quýnh anh em, quýnh cha luôn. Tu được không? Gặp nó hỏi tới ghê. Mặt kênh. Mình nói mày quýnh tao cũng tu được nữa. Rồi nó nói vậy rồi giờ nói sao bây giờ. Mình nói mày quýnh tao luôn đi, mày tu cũng được nữa. Thấy không? Nói nó mù giờ nào bật. Nói đến câu đó là chặn đứng lên luôn đó quý vị. Khỏi cần lý giải gì nữa chứ. Bây giờ anh quýnh ai thì anh quýnh lúc trước anh chưa hiểu. Bây giờ tu là tu sửa bây giờ. Con người đừng có sợ cái khởi đầu. Chúng ta là ưa bị cái bệnh, đã đi xa rồi không chịu quay đầu. Quay đầu vẫn có cơ hội hơn chứ. Đúng không quý vị? Thật sự mà nói, chúng ta dù có đi xa thiệt xa, nhưng chúng ta thấy con đường khác ngon, chúng ta bước qua con đường khác là quay đầu chứ gì. Chúng ta cũng không dạy gì để quay lại nữa, để xa. Chúng ta chỉ cần bước qua con đường khác là xong rồi. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là như vậy.
ai mà tu không được? Con người mà ai mà không có cái sai? Cái nhân duyên của mình từ khi mình được gặp Phật pháp là sớm, mình chưa tưởng là mình không sai, mình cũng có sai, nhưng mà cái nhân duyên của mình đi tu vậy đó. Còn người ta là người ta gặp Phật pháp dễ, người ta sai thời gian dài, mình nói sai quá sao tu được thì thua. Mình đi đưa cái oai nghi, mình học đi đưa cái quy tắc của mình để đặt vào con người mà người ta mới bước vào đạo, không có phù hợp một chút nào hết. Trước nhất mình phải dạy cho người ta, mình phải cho người ta bước vô trong cửa Phật, rồi cho người ta cơ hội từ từ, rồi lúc đó tự người ta nhìn nhận Phật pháp, rồi tự người ta có oai nghi. Đúng không? Đó, như vậy thì ai mà không tu được quý vị? Những đức nói quý vị, không lẽ cuộc đời mình đi chửi người ta hoài? Thì bây giờ mình nghe đạo, mình thấy cái điều này nó không được rồi, thôi mình đừng có chửi người ta nữa thôi. Rồi đó tới giờ mình gặp trai là mình chớp chớp mắt. Mình có chồng rồi đó, gặp đàn ông rồi được được, gặp trai ngon ngon là mình chớp lia mắt hết chưa. Thì bây giờ mình nghe đạo rồi, thầy dạy từ hôm nay đừng chớp nữa, đừng có chợp nữa, hiểu không? Dù hồi đó tới giờ đó, mình tuy có chồng, mình đi làm, mình cũng gặp mối quan hệ nữa đó, nhưng mà từ hôm nay mình nghe thầy dạy rồi, từ hôm nay mình dừng để đi, đừng có làm vậy nữa, thấy không? Mình ngưng luôn, mình cũng không nói vòng vo với chồng nghe làm gì, sám hối gì, chồng mình nó có biết gì đâu sám hối. Mình sám hối với nó là chừng có chuyện xảy ra, lúc mà vậy nó chưa nói gì thì không có chuyện, nhưng mà khi nghe đạo rồi đi sám hối với nó là chừng có chuyện, cái chuyện nó đã không đúng thì mình đừng có nói gì, mình tự sửa, mình im đi, mình sửa luôn, từ đó về sau gói gọn nó lại. Nên cái câu nhà Đức thường đọc nó hay á, bỉ vãn qua rồi chớ vắng vương, là những cái qua rồi đừng có kéo lại, chớ vắng vương. Tương lai chưa đến chớ lo lường, cái tương lai nó chưa đến mà mình lo hoài làm cái gì? Nhiều người á, bỉ vãn thì đặt trong tâm nặng nề, tương lai thì cứ nghĩ những việc chưa đến, thấy không? Hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Đó. Nên những cái gì á, mình nói thật sự mà nói nghe quý vị, mình là phàm phu mà có những lúc mình đối duyên đối cảnh với con người, có những lúc bản thân của mình nó cũng phải có một cái gì có niềm vui một chút, cả mình đi tu. Có khi mình đối duyên đối cảnh với con người, có những lúc mình cũng phải thoải mái một chút mà không phải nằm trong phạm vi sai lầm. Thì những điều đó mình cũng đừng có chăng thật mà mình đi nói cho chồng hay vợ nghe làm gì, vì cái chuyện đó nó cũng không nằm vào cái phạm vi gì sai lầm quá. Chứ đừng có thiệt thà mà đi trở thành có chuyện xảy ra. Con người người ta nó nghe một việc bình thường, nó suy tính cái việc ghê gớp, hiểu không? Có những việc mình gói gọn nó lại đi, miễn sao mà mình thấy nó an lạc nó cũng vui. Chứ mình ra ngoài mình nói chuyện với người ta, thí dụ như mình gặp trai thì mình cũng cười một cái rồi xong, mình không có nghĩ cái gì. Mình gặp người thì mình cũng chào hỏi một cái rồi xong, cái chuyện đó mình gói gọn mình bỏ qua một bên, chúng ta không quan tâm tới làm gì. Còn những chuyện ngày xưa mình chưa học Phật, mình lỡ mình nhiều cái sai quá, mình phạm phải nhiều cái qua vô công ty xí nghiệp rồi mình làm, mình cũng tứ tung lang thang, đi uống cà phê, đi karaoke, đi nhậu, cũng cặp tay với thằng khác đâu, chồng không biết. Thí dụ có những người cũng bị vậy đó. Thì thôi bây giờ mình học đạo, mình nghe rồi, từ hôm nay mình chấm dứt cái việc này, đừng có làm gì nữa, hiểu không? Cũng đừng lên Phật pháp nhiệm màu vậy chứ nha, đừng có lên, tự sửa đi. Người ta cũng biết mình tính tình sao mà bây giờ mà được vậy, người ta nhìn Phật pháp người ta thấy tốt. Nà, còn mình lên Phật pháp nhiệm màu, mình lên này lên kia màu màu, cuối cùng mai mốt mình không làm được, nó quay ngược 180 độ lại mất công. Im im đi, quan gia nó cũng đỡ nhìn mình, dễ tu hơn. Đó, quý vị biết trong cuộc đời này ai mà không sai? Có ai mà không sai không? À, những đứa tu thì tu chứ mà lâu lâu những đứa gặp mấy câu sùng sồn khi cũng chọc cho vui. Thật sự mà nói, đi ngang gặp cái nghe nghe nó, không lẽ ông thầy mắc nết còn hơn. Ý nói là gì? Còn hơn không có gì nhưng mà trong tâm, hiểu không? Nó quý vị ơi, trong cái thời cuộc này mà đòi hỏi cao quá đâu có, cứ đòi hỏi tròn vẹn không à.
được voi đòi kiến. Không? À, ý nói là vì được vậy rồi mà cuối cùng nó mắc hết trơn, nó còn con kiến á. Hiểu không? Được là được, được là được rồi, đừng có để nó mắc tiêu cái được đó luôn. Nghe không? Giờ có nhiều người nói bây giờ nhiều người tu hư dữ lắm. Có hư gì hư đi chăng nữa cũng đâu đến nỗi mà cướp của giết người. Cũng là dùng lời lẽ mà nói thật sự, khéo léo rồi tự bị phát tâm, chứ có đi ăn cướp của giết người của ai đâu. Thì bước ra ngoài đợi bị coi kìa, xe người ta để gì phá cổ xe, lấy xe của người ta, dạng bị đeo giật. Quý vị có thấy người tu rồi đi giật dây chuyền người ta không? Tại sao chúng ta không cân bằng lại? Nếu mà trong đạo Phật hoàn toàn điều chăn tu không thì đâu gọi là mạt pháp. Đã nói là mạt pháp thì phải có bậc giả tu thị hiện trong cái cõi đời ô trượt này chứ. Nghe quý vị, tại sao chúng ta đi nhìn người tu không, chúng ta không nhìn cái người không tu á? Người không tu ngoài đời vì nói người không tu nói làm chi, nói làm chi gì, xã hội đều có giáo dục mà. Con người từ khi sinh ra cũng được đi học và được giáo dục. Vậy tại sao nhiều con người hư hỏng như vậy? Vậy tại sao mình không xem lại cái nền giáo dục của mình mà mình đi đẩy giáo dục của Phật Đà hoài à? Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó, dù họ có hư cỡ nào họ cũng không đến nỗi cướp cổ giết người, không đến nỗi giật đi dây chuyền, không đến nỗi bẻ cổ xe anh ta. Nếu như quý vị xã hội bị học đường chút, quý vị có dùng lời lẽ khéo léo mà quý vị chánh tông với người khác không? Quý vị có thể có khả năng đối mặt với người khác để nói chuyện với người khác mà người ta có thể đưa tiền quý vị. Quý vị làm đi. Làm được nào nãy quý vị quá hay luôn rồi, đúng không quý vị? Tại sao người học Phật họ hay dữ vậy? Sức ảnh hưởng họ lớn dữ quý vị. Họ làm cái gì họ nói lên cái là người ta đưa ào ào. Còn mình tại sao nói mà người ta không đưa? Dù cỡ nào đi chăng nữa họ không có vợ không có con nên người ta tin họ. Mình có một gia đình người ta không tin mình đó quý vị. Ta sợ mình đem của cho gia đình mình đó. Nó nên từ nơi đó cũng hiếm có cái chuyện mà người đi tu mà mua nhà mua cửa ở riêng, không có. Dù cỡ nào họ cũng ở chùa. Nên chúng ta nên nhìn nhận làm sao sâu sắc một chút, chứ đừng có đòi hỏi cao quá, đặt vấn đề cho người tu cao quá. Đã là nói là mạt pháp rồi, nhưng mà chắc chắn rằng cũng có nhiều người thật sự là bảo vệ đạo dữ lắm, muốn đem đạo pháp đi hoàn truyền. Nên cái giáo pháp Đức Phật đó tính ra gần 3.000 năm mà còn tồn tại. Nhớ thì nhớ nha, bây giờ chưa được 3.000 năm đó, còn hơn 9.000 năm nữa đó, cái giáo pháp Đức Phật á, thì trong cái thời gian hơn 9.000 năm này, quý vị biết á, nó cũng còn thịnh suy. Quý vị cứ yên tâm đi, Phật Bồ Tát xuống hoài à, lo cái gì? Thấy không? Cũng có người đến đi chấn chỉnh thôi. Chứ tại giáo pháp Đức Phật còn hơn 9.000 năm nữa, Phật Bồ Tát không xuống đây, ai chấn chỉnh đây? Dù có si cỡ nào thì cũng có Phật Bồ Tát xuống rồi, yên tâm đi. Phật tử cứ yên tâm. Mình ở địa phương nào mình lo tu đi, đừng có lo chùa chiền ít có. Quý thầy hướng dẫn đạo, quý vị cứ chân thật nghe đạo và áp dụng đi, rồi tự nhiên Phật Bồ Tát sẽ đến cái địa phương đó. 100% quý vị biết á, Phật Bồ Tát không có bỏ quý vị đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nhập Niết Bàn rồi, nhưng cái giáo pháp và cái nguyện của ngài luôn luôn ở đây. Chỉ một chúng sanh nào có tâm hướng đạo là tức khắc các ngài sẽ thị hiện phù hợp với cái điều quý vị phát tâm mà các ngài đến độ. Đơn giản thôi, quý vị nghe như Đức chia sẻ Phật pháp thôi. Có những lúc quý vị buồn là sẽ có bài pháp đó cho quý vị đó. Thấy không? Đó, như Đức là phàm phu thôi, mà cái câu như Đức nói ra và Bồ Tát chấn chỉnh ngay cái tâm quý vị cho quý vị nghe đó. Dụng miệng phàm phu để nói chứ. Nghe không? Mình nói cái đó thôi là mình biết Phật Bồ Tát từ bi cỡ nào rồi, khỏi cần lo. Nó nên yên tâm mà lo tu đi. Dù người ta có như thế nào, rồi người tu có tiếng tâm gì, có đấu đá gì, mình hãy làm bổn phận của mình đi. Bây giờ quý vị coi Phật đã dạy thờ mạt pháp, đấu tranh kiên cố. Không đấu tranh nào Phật nói sai hả? Xây dựng kiên cố, đấu tranh kiên cố, giành giật kiên cố, đủ chuyện kiên cố, đúng không?
Rồi nhà mọc lên quý vị thấy không? Cao ốc đồ nổi lên ầm ầm đầm đầm lên. Kiên cố không nhìn đúng không? Nhưng kiên cố không? Quý vị coi có nhiều đất nước trên thế giới, nhà cửa cao tầng, rồi thành phố lớn, chứ căn động đất một cái sụp nát hết trơn, thấy không? Đó là Phật nói rõ ràng thành trụ ngoại không. Phải không? Đó. Nhưng mà con người ta phải đấu tranh, nên Phật nói đấu tranh kiên cố. Đã là đấu tranh kiên cố, vì nói là cư sĩ thì đấu tranh, xuất gia không đấu tranh. Vậy thì Phật nói sai hả? Đấu tranh kiên cố đó là Phật nói người tu cũng đấu tranh nữa. Mà cái chữ kiên cố này là quý vị biết cái chữ gì không? Là cái chữ đời đời kiếp kiếp. Cái chữ đời đời kiếp kiếp đã là nói với nhau để đấu tranh chứ không phải là mới đời này đâu. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ nè, thời Đức Phật còn tại thế có đấu tranh không? Tuy giáo pháp Đức Phật còn hiện tại, Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy những quốc vương đại thần, nhưng mà các nước vẫn đấu tranh. Quý vị coi lịch sử có đấu tranh không? Rồi á, tăng đoàn Đức Phật có đấu tranh không? Đề Bà Đạt Đa còn dám thị hiện, muốn gọi là giành cái địa vị của Đức Thế Tôn. Đó, Đức Thế Tôn muốn dám giành địa vị của Đức Phật. Nói vì coi, không chi là giáo pháp Đức Phật gần 3.000 năm nay, con người nó biến chất cỡ nào rồi, nó thay đổi qua bao nhiêu triều đại, căn tính con người theo cái vật chất phát triển đó mà biến chất cái tâm tính của mình. Thì dù là đi tu đâu phải phát tâm như ngày xưa. Ngày xưa người ta phát tâm đi tu, người ta vô rừng rú, người ta đi tìm thầy học đạo, người ta gặp cọp sói rắn độc, người ta bay, người ta lộn mèo, người ta quyết chí người ta tu. Còn bây giờ mình vừa phát tâm đi tu, vừa có gặp con rắn chạy ngang mình nói ngày nay ngày không tốt, đi vô nhà lại. Căn tính mình đã hoàn toàn thay đổi. Như ngày Hư Văn thôi, đi đến chùa xin tu, thầy ông đóng cửa chùa lại, bắt ở ngoài chờ mưa gió nguyên một đêm, quỳ ở ngoài, quỳ suốt ngày đêm. Còn mình bây giờ đi đến chùa mình đóng cửa, nó đứng ngoài chùa nó cầm đá nó luyện, nói ông thầy ác, tao mà tu với mày á chữ sùm luôn. Vì coi giờ nó chữ tá lã âm binh, mà thầy gì nó cũng chữ tá lã âm binh chứ, thấy không? Nên á, trong kinh á, có thường bắt khinh Bồ Tát á, nói một câu ngài bị người ta lấy đá lấy đất liền, thì cứ dùng cái câu tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Thấy không? Họ được khoác lên mình chiếc y áo của Phật á, thật giả gì không biết, nó cũng có cái nhân duyên đó. Chứ không tự nhiên nó bằng cái y của Phật. Cái vị không ngoài đời kêu bị đắp y của Phật lên bị dám không? Mấy vị cũng không chịu đắp nữa. Mà tại sao họ đắp? Vì họ có cái nhân tố đó. Họ có nhân tố đó trong đạo nên họ mới đắp y của Phật. Thấy không? Tại sao nhà Đức mua cái khăn màu vàng tặng cho quý vị? Vì Đức mong quý vị cũng có cái duyên với cái y của Phật á. Thấy không? Giống giống mình thấy chưa? Đó. Kỳ sao cái y cũng là cái màu vàng tương đối giống giống của y áo Phật. Tặng quý vị toàn là cái màu gì không à? Vì dù cỡ nào cỡ như Đức thấy cái y áo của Phật là phước báo. Người xuất gia người ta cúng dường cung cung kính kính, đúng không? Đó. Nên người hàng cư sĩ mình có ai mà người ta nói cúng dường mình mà ta quỳ xuống đâu. Vì mà người xuất gia dù cỡ nào đức hạnh không đức hạnh gì, nhưng mà người ta quỳ xuống người ta cúng. Thấy không? Đó. Nên đó là cái điều á, chúng ta học Phật cái góc độ mình phải sâu sắc, để bản thân mình lo gầy dựng mình nè. Chứ không phải mình là hàng cư sĩ á, mình đi tối ngày mình đi soi bói quý thầy quý sư cô. Nên những cái người á, mà đi soi bói quý thầy quý sư cô đồ đó, ghép hình ảnh đồ để nói người ta trên mạng đó, quý vị chờ xem. Vì không có đặc biệt gì đâu. Mình là cư sĩ mình lo mình chưa xong mà, kệ để cho nhân quả xử lý họ đi. Họ đệ tử của Phật để Phật sắp xếp họ. Đúng quý vị? Quý vị nhớ xã hội có pháp luật, người ta làm sai để pháp luật xử lý người ta. Rồi kế pháp luật nữa, xa hơn nữa thì có nhân quả trong nhà Phật. Quý vị cứ yên tâm đi. Nên họ có nói gì, họ có lý luận, họ có biện luận với nhau, mình đừng có xen vào. Họ dùng biện luận để mà đấu qua đấu lại nhau chứ, rảnh ở không, khỏe mà.
mai mốt bệnh rồi đi, rồi lúc đó thì tự nhiên sẽ niệm Phật. Còn bây giờ rảnh thì có miệng chơi nhau thoải mái. Bây giờ xã hội ta nói là tự do biện luận mà. Nước chúng ta còn được cái sự câu thúc này cao độ đó. Chứ nếu mà bên Mỹ là người ta thoải mái, người ta giảng pháp luôn đó. Nó không có cái việc đó đâu quý vị, hiểu không? Nên nhiều vị thầy người ta đi qua bên Mỹ là tại sao? Vì người ta qua bên đó người ta giảng thoải mái. Nhưng thoải mái cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó. Chứ bản thân mình phải tự câu thúc mình. Chứ mình đừng có thấy cái chỗ quá thoải mái mà mình cũng nói tự do quá cũng không được, hiểu không? Nên cái đất nước, nhưng mà đất nước mình có sự quản lý cũng tốt, giúp cho mình cỡ nào mình cũng dừng lại một chút. Nếu như cái tính nhận đức mà qua bên Mỹ chứ đừng sạc tá lả âm binh người ta hết trơn, cuối cùng cũng tạo khẩu nghiệp. Có tốt cái gì đâu, mình sạc người ta sạc mình đó quý vị ơi, hiểu không? Nên nhận đức nói cả đời nhận đức không đi nước nào, chứ tôi ở nước Việt Nam. Trong lòng mình luôn luôn nghĩ nước mình là số 1. Mình ở nước mình phải cho nước mình là số 1. Mình học với thầy mình thì mình mới nhìn nhận sâu sắc. Mình khoan nói thầy mình số 1. Tại vì sao? Vì mình học với người đó mình được lợi ích gì hay không? Mình nghe người đó mình được lợi ích gì hay không? Lúc nghe thì mình thấy nó hay, nhưng lúc mình gặp nạn mình có giải quyết được không nè? Này là cái quan trọng nè. Còn bạn chưa gặp nạn gì, bạn làm sao bạn biết Phật pháp là hay? Tôi mười mấy năm học Phật tôi thấy Phật pháp hay thiệt á. Nói thiệt, trong mười mấy năm nay tôi học Phật tôi cũng đâu phải không gặp nạn. Tôi gặp chuyện này chuyện kia tùm lum, nhưng mà tôi thấy Phật pháp hay đó. Công nhận hay thiệt á. Quá hay. Tùy quý vị, mọi người tự nhận thức Phật pháp thôi. Riêng nhận thức học Phật Đức thấy Phật pháp hay. Hay vô cùng hay luôn. Tại vì sao? Quá hay luôn á. Quý vị coi, ở đâu mà lớp 3 thôi mà tự nhiên nói chuyện rầm rầm làm bao nhiêu chuyện, quý vị thấy Phật pháp hay không? Như cỡ những đứa ở ngoài đời đi giác công đoàn, đi mà gọi đi làm việc chân tay, chứ đừng nói mà làm việc giảng dạy, không có chuyện này đâu, thấy không? Mà những đức lên được là do gì? Công chúng người ta tiếp nhận những đức mà lên đó quý vị. Tiếp nhận mình mà lên á. Chứ bây giờ mình có bằng cấp gì đâu mà mình dám ra mặt. Là do gì người ta đẩy mình lên từ từ mà lên luôn đó. Nên những đức cũng cảm ơn mấy chị, thấy không? Mấy chị đưa tôi lên đó. Rồi một ngày nào mà không nghiêm túc thì mấy chị kéo xuống. Chứ sao? Mấy bà này không đơn giản đâu. Mấy bà đưa lên được rồi bà kéo xuống đó. Bà mà kéo xuống rồi bà nhéo mọi người, bà nhéo một cái không còn miếng thịt luôn, còn xương không. Mấy bà cũng không đơn giản, mấy bà mang gú cao không mà. Lúc này là do mấy bà đi tu, bà mang dép thấp đó. Nhưng mà khi mình mà làm điều gì sai là mấy bà đi đến mới gặp là mang dép cao. Điên chi, bà kéo xuống bà dặm, dặm dẹp lép, chết queo luôn. Nà, nhưng thôi, ông thầy ông hướng dẫn mình á, lúc mà mình nghe mình được lợi ích bao nhiêu thì mình cảm ơn bao nhiêu. Nhưng nếu ông có gặp cái nghịch cảnh, nghịch duyên cuộc đời gì của ông á, thì cái đó là trong con đường tu ai cũng có nạn, hiểu không? Đó. Nên á, mỗi một con người mình quý vị học đạo tâm khoan dung rộng một chút thì nó đặc biệt lắm quý vị ơi. Những đức khi cũng tính khí nói chuyện nó cũng cao gác lắm, trong diện đâu nói tiếng cao á. Nhưng mà thật sự quý vị, mình sống với con người mình hiểu rồi, mình nên sống làm sao cho lương tâm của mình thấy nó thoải mái. Nên có nhiều người hỏi những đức thầy có sợ ma không, những đức nói tôi làm gì sợ ma. Ma quỷ gì làm gì mà tôi sợ, tôi có làm gì nó đâu mà tôi sợ. Chứ tôi có đối xử tôi ác với ai đâu mà tôi sợ ma sợ quỷ. Mấy người do mấy người làm việc gì không phải, mấy người mới sợ ma sợ quỷ. Tôi có làm gì không phải đâu tôi sợ ma sợ quỷ. Ma nó gặp tôi nói mày ở đâu đến đây. Hỏi từ đâu đến đây, trả lời tao nghe. Đi coi, tại vì mình có làm gì nó đâu, chứ mình có hại ai đâu quý vị. Bây giờ Phật tử về đây đông gì, quý vị thấy những đức có làm điều gì trắng lột tiền bạc đi không? Mà những đức mà sao đủ sức trắng lột tiền bạc
hiểu không? Lùng xỉn hô hốc và chẳng lột ai. À, rồi á, quý vị coi những đứa có gạt gẫm lấy tiền đi không? Yeah. Bao nhiêu con người luôn á, chứ không phải riêng quý vị ở đây không? Những đứa có bao giờ gạt gẫm quý vị lấy tiền bạc gì đâu? Những gì làm tốt như đứa điêu lên thôi. Cho nên những đứa cũng ăn mấy buổi cơm này, làm việc cũng chết mồ. Nà, vậy mà còn nói dòng do gì? Nà, nên từ nơi đó mình nghe đạo á, mình phải làm sao mình sanh phước duyên á. Còn cái gì mình không hiểu thì mình đến tặng nơi đây này mình tìm hiểu. Chứ mình đừng có bao giờ ở phương xa, mình chưa có được thiên nhãn thông đâu. Hiểu không? Mà mình có được thiên nhãn thông mình cũng chưa đạt, vì mình chưa có được túc mạng thông, mình làm sao hiểu được. Nên từ nơi đó mình nên xác thực làm chút. Nên nhiều Phật tử về đây nè tu tập, cái bị tìm hiểu chùa mình chân bồn, chứ ở đây luôn mà thấy mỗi ngày thấy rõ chân mà. Mà đâu phải một năm đâu. Hiểu không? Nên quý vị ơi, chúng ta đến với cuộc đời này, cái hạnh phúc nhất của chúng ta là chúng ta hướng thiện cho nhau, rồi chúng ta khuyên ăn chay niệm Phật, hướng với nhau về thế giới cực lạc. Điều này là mình thấy mừng rồi. Cuộc đời này cả đời chúng ta đi chung được rồi. Đúng không? Thấy vui rồi. Nó thấy hạnh phúc rồi. Những điều như Đức chia sẻ với quý vị, bao nhiêu dữ liệu nó để lại hết trơn rồi đó. Quá trời nhiều. Rồi tượng Phật đồ cho thỉnh thờ đồ, nhà có tam bảo hết trơn, có phương pháp tu hết rồi, không tu được thì gán chịu, đâu thừa ai. Đúng không? Còn mình đi đến chùa mà ông thầy viêm lặng chay niệm Phật là đúng rồi, không có gì sai chứ á. Nói nhân quả cho mình nghe là đúng rồi. Đó, nên dặn quý vị tuyệt đối không có đụng tới cái chuyện quý thầy quý sư cô, hay bản thân những đứa có bị ai nói cái gì, ai chửi cái gì đừng có xen vào. Ồ, tôi nói thiệt, tôi là dạng đàn ông mà nói từ ngoài đời mà nói là phiêu bạc, sống là nói thiệt chứ đơn độc mà sống. Tôi không phải dạng yếu ớt đâu mà đi đem quý vị ra để làm bàn, không có cửa đó đâu. Tôi sống là cuộc đời tôi là đôi tay tôi là tự làm, đôi chân tôi tự đứng. Tôi không cần ai làm bàn cho tôi để thế đạn cho tôi chứ. Tôi không sống vậy đâu. Nên cái gì mà ai tôi búp ai, người ta búp tôi có quyền, có khả năng hay không có khả năng là chuyện của tôi, không nhờ ai chứ nghe. Không? Làm những điều giúp người đó là giúp người, nên tôi không bao giờ tôi đem phái nữ này quý mến tôi mà đem ra để làm bàn hết chứ, không bao giờ. Còn cái chuyện người ta là phụ nữ đến chùa tu học, hết lòng học khuyên người ta để người ta có hạnh phúc gia đình, chứ không có bao giờ mà thấy vào cái sự nhẹ dạ người ta mà dùng lời đường mặt khéo léo để mà mình mong vật chắc gì. Thật sự đối với Phật sự thì tin chắc là Phật pháp thấy rõ ràng, việc mình làm Phật thấy. Còn nếu như mình dùng những lời này lời kia khéo léo thì đó giỏi lắm là phan duyên mà có, thì cũng có tai họa phiền phức, có được cái gì. Hiểu không? Nên những đức thường khuyên mấy cô về chùa về làm tròn trách nhiệm làm vợ cho tốt vậy thôi. Mình là người đệ tử học đạo, cứ áp dụng đạo pháp vào cuộc đời của mình đi, vậy là tốt rồi. Ngưỡng mộ ai trong cuộc đời này, mai mốt cái thằng này nó bỏ bác tử rồi, nó xình thúi rồi. Mình giỏi lắm là quý trọng nhau, là vì cái lời dạy mình có lợi ích, mình nghe để mình áp dụng thôi. Đừng có mang tâm ngưỡng mộ gì quá cao độ, quý trọng để mà nghe đạo tu hành giải thoát thôi. Coi cô kêu gặp những đức á, cô nói thầy con ngưỡng mộ thì lắm. Những đức hỏi ngưỡng mộ tới đâu? Không. Xong á, cô nói ngưỡng mộ dữ lắm. Những đức nói vô đây một chút thôi. Rồi xong bà nói đi. Những đức nó nam mô với đạo Phật được rồi á. Thấy không? Cái đó là ngưỡng mộ quá hơi tệ rồi đó. Thấy không? Ngưỡng mộ là nghe đạo tu. Tự nhiên ông thầy kêu vô đây một chút coi cũng vô. Không có được, hiểu chưa? Nên đó là cái mà mình phải nhận thức sâu sắc nha quý vị. Nó tại vì ông thầy cũng là phàm tăng. Nó, ổng cũng tăng nữa. Hiểu không quý vị?
Quý vị thì được quyền tăng tăng với chồng mình á, chứ mình đừng có đi gặp mấy ông thầy mình tăng tăng làm chi, nó là tội lỗi. Còn cái chuyện của ổng là cái chuyện của ổng, chuyện gây ổng, ổng tăng 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 thì chuyện của ổng. Chuyện của mình là hàng Phật tử mình làm vai trò, mình được quyền tăng tăng với chồng mình á, với mình tăng tăng với xã hội á, hiểu chưa? Còn mình đi đến chùa mình công phu công quả, mình hộ trì gì đó là cái nhân duyên phước báo của mình. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Chứ mình đừng có làm xong mình đi kể lễ. Thấy không? Quý vị học đạo, quý vị coi trên mạng, quý vị cũng giác ngộ. Bao nhiêu Phật tử tán thán khen, cuối cùng nó dẫm xuống chân, nó chữ tá lả âm binh không nghe. Nhìn từ đó mà rút kinh nghiệm đi. Cái vết xe đó hãy nhìn đó mà để học mặt trái. Đừng có đi theo vết xe đó tiếp tục dạy khờ. Những đức bây giờ cũng có một lượng Phật tử rất là đông quý mến, nhưng những đức đều dạy rất là kỹ. Đó là kinh nghiệm nhìn thấy của tôi, chứ không phải là ai dạy tôi cái gì. Kinh nghiệm nhìn thấy rõ ràng. Các vị không thấy hả? Thấy đa phần những người nổi tiếng bị chữ là hai phe chữ nhau đó. Tăng bốc chữ bụp 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 với nhau, cầm dao chém sẹt sẹt nhau. Các vị thấy không? Có một cái ngôi chùa, hai ông thầy dành chùa, mà tới pháp luật luôn, vẫn dành chùa. Phật tử đi đến chùa lại Phật, thì phe kia kéo vô mà ông thầy dẫn thêm nhóm cư sĩ kéo vô. Rồi cuối cùng muốn xã hội đen đuổi ông thầy này đi. Những đức nói bị nghe, chữ Phật là chữ giác. Dù trong ngôi chùa đó họ có làm cái gì, bị đi đến bị lại Phật thì cũng là học Phật. Nhưng mà nếu là cái ngôi chùa mà đã là như vậy thì không có cái gì để dạy mình, thà mình thờ Phật mình ở nhà cũng được. Đúng quý vị. Bây giờ quý vị coi, những đức hướng dẫn quý vị, nếu như một ngày nào những đức đi đấu đá với mấy anh em thì quý vị đừng có học những đức nữa. Tại vì vì học những đức được cái gì mới lại học được đấu đá. Những đức không có gì để dạy vị chứ. Nếu sau này anh em mà ổng lướt qua mặt những đức mà những đức bỏ đi chỗ khác thì vì cái nên học. Nếu còn những đức có được cái nhân duyên đặc biệt thì không có ai dám đụng những đức đâu. Còn nếu như mấy anh em mấy ổng hơn những đức thì mấy ổng cứ làm đi. Những đức đi đến nơi khác hành đạo. Hết hồn. Ông này ngồi kế bên ông làm hết hồn trời. Hiểu không quý vị? Nghe nghe nhớ nghe không? Chứ không phải là sau này quý những đức, những đức đụng với ai kéo cả đám đi theo. Tào lao. Kéo theo chi ạ? À? Học Phật là mình kéo về cực lạc, chứ không phải là đi hơn thua với nhau. Miễn bàn. Hiểu không? Cái chuyện mà mình sống với nhau, người tu có chuyện đụng chạm thì dùng lời nói để cởi mở ra. Có gì thì dùng lời nói cởi mở ra thôi là xong. Còn nếu có sức thì giọng nhau vài cái. Mình kiếm cái chỗ nào vắng vắng mình đóng cửa lại mình chơi. Xong rồi mình bước ra mình đi chơi đắp thuốc. Chứ giờ mình đi ra công chúng mình giọng nhau làm chi quý vị? Không, thật sự mà nói thì trong cuộc đời này có những cái cũng giải tỏa nhiều cách. Nếu cần thiết thì rủ nhau hẹn nhau chỗ nào đó, rồi mình đóng cửa lại, rồi mình xử lý nhau một cái, rồi xong mình bước ra chuyện ai nấy làm. Phật tử cũng không ai biết đâu quý vị. Chứ bây giờ mình đi ra công chúng mình làm gì làm chi? Hiểu không? Còn nếu như mình thấy rằng cái cõi đời này có giành giật được gì đâu, cái thân này nó còn bất tử nó bỏ mình, thì nếu mình hiểu sâu sắc được gì thì thôi chúng ta tự buông xuống. Sao cũng được chứ á. À, nó rõ ra là những đứa ông thầy cũng chịu chơi lắm nghe quý vị. Nó rõ ra là thật sự vậy luôn á. Vị thấy không? Cái khi mà Tết nhất á, mà thấy quý vị ở ngoài đời, quý vị cũng không có được vui vẻ, nên nghĩ cho quý vị ngồi ở đó chứ có bước ra chơi cái gì đâu. Vì mà ngồi ở đó mấy bà trước mặt tôi, mấy bà lấy chảo lấy nồi và hắt vô mặt tôi. Tôi ngồi đó bình thường mấy bà thấy tôi có gì đâu. Phải chi mà mấy bà vui chơi vậy mà tôi chạy ra tôi vui chơi thì nói ông thầy này vô duyên. Còn tôi ngồi đó tôi cho quý vị vui. Quý vị chảo nồi bị liệng tá lả âm binh, miễn đừng có trúng vô mặt tôi thôi. Đắp vô, đắp ra, đắp vô. Kệ. Mà có không? Nó có mà. Vậy là quá nhiệt tình rồi còn gì nữa.
còn gì nữa, đúng không? Như người ta ai mà đi ngồi đó làm gì, mà tôi không ngồi ở đó làm sao có thời gian ở đây làm tớ luôn mà. Rồi ai quản lý được, tôi ngồi đó nên tôi nói một hai bài gì cho nó vui vui, cho mấy bà vui mấy dịp Tết xong rồi nghỉ nghe. Tôi nói nghỉ là nghỉ, thấy chưa, ngồi đó nói rõ ràng chưa. Nên từ nơi đó mình học Phật trong cái thời cuộc này, người học Phật mình là bậc nam nhi cũng phải có cái nghĩa khí của đàn ông một chút, hiểu không? Thật sự mà nói, người như vậy sống cuộc đời cũng có ý nghĩa. Tôi không có nói tôi hay ho gì, nhưng mà nói về đàn ông, tôi là người thật sự tôi cũng gan lắm á, không giỡn đâu. Nếu mà nói về ai ăn hiếp tôi phải đúng chỗ đúng nơi á, ăn hiếp tôi mà không đúng chỗ đúng nơi là kẹt á. Không, những đức mà nói cái chuyện mà lớn gì không biết mà áp đặt như đức là khó lắm á quý vị, không có dễ đâu quý vị ơi. Tại vì đức nó ngang ngang chịu không có nổi, nó ngang ngang chịu không nổi đó. Nên là lớn gì mà để cho những đức mà thấy phục được thì được, không kệ tôi là phàm phu tôi gì đó được không? Nha, tôi áp cái chữ nhẫn trong nhà Phật khác, cái chuyện đó tôi áp dụng khác. Thật sự mà nói, lời nói trong Phật pháp á, lời nói là của con người nói, nói sao thấy phù hợp vào con người mà người ta chấp nhận được thì nói, miễn sao lợi ích cho người ta thì nói. Chứ thật sự thì tất cả cái giảng pháp đều là ông thầy nói mà. Vì đọc ra đoạn kinh, ông thầy này giảng gì, ông thầy kia giảng nọ, sư cô kia giảng khác, quý vị biết cái đoạn kinh này ai giảng đúng. Cái đúng là ngay cái cuộc đời quý vị khi nghe, quý vị cảm giác và bị áp dụng làm sao được lợi ích thì cái đó là đúng thôi. Đúng quý vị đó. Nên là nó người hoằng pháp chứ pháp nào hoằng người làm gì đó quý vị. Đó, những điều như đức giải thích vị nghe rất dễ hiểu đúng không? Dễ hiểu mà. Nên mình học Phật làm sao mình có cái góc độ nhận thức quý vị. Đi đến chùa mà nghe gì là những đức nói đây là lời chân thật tặng đáy lòng, quý vị nghe quý vị không có tác dụng phụ, chứ đừng có bao giờ đua theo nó. Đó là những đức nói trước đó. Chùa mình bây giờ 3-4 điểm chùa nổi bật ghê, ai biết được sau này nó cái gì xảy ra. Chùa toàn là chùa lớn không mà, chùa đẹp không mà, chùa Phật tử đến đông không mà, cái thùng Tam Bảo cũng tương đối được được, mà cái thùng Tam Bảo được được thì ai mà biết được. Cái sự đấu đá nhau là danh lợi mà, cái danh lợi ai biết ai mà vượt qua được lắm. Đời những đức đời hòa thượng còn gì thì nó ổn gì, ai biết đời hòa thượng qua đi những đức với các sư huynh anh em có gì không. Những đức dặn trước tuyệt đối không, tôi không bao giờ tôi dặn mấy bà theo đâu, không bao giờ. Tại vì sao? Cái chuyện mà hướng dẫn Phật pháp khuyên niệm Phật vui vẻ thì tôi dẫn đi cho nghe vui đó, còn cái chuyện mà tôi mà đụng chạm với ai là đố mà có một bà nào đi theo, có chuyện này đâu. Thấy không? Đủ khả năng mình chơi với người ta, thua người ta thì mình chịu chứ khóc làm gì, đúng không quý vị? Nên á, có ông này ông nuôi con, ông thằng con trai mà sau này con không thành đạt. Hồi cấp còn nhỏ nó đi ra đường nó chơi người ta đánh nó về nó hả họng nó khóc, ông tán vô mặt thêm hai cái. Hôm nay mày chơi với người ta đánh mày mà mày khóc, mày có khả năng mày chơi với người ta mày khóc làm gì? Ông luyện con ông sau này con ông mạnh mẽ, nó không có tùy tiện. Mày thua người ta thì mày chấp nhận mày thua, kỳ sao mày rút kinh nghiệm lại hả họng mày khóc với tao làm chi? Thấy không? Mà sau này thằng con không có giỏi quá trời giỏi luôn. Tại nó có năng lực sống quý vị. Nó mọi người có cách dạy khác nhau. Những đức hướng dẫn Phật tử, hướng dẫn các cô, các chú đều là cái gì? Đều là một tư tưởng rất mạnh mẽ. Hiểu không? Chồng tát vô mặt cái hả hồng khóc. Khóc làm gì? Khóc giải quyết được vấn đề không? Mình khóc là do gì? Cái tình cảm mình quá hết lòng vì người ta, mà tát vô mặt mình cái là nó động cái tâm của mình. Mình tại sao mình đối xử với ảnh gì mà ảnh đối xử với mình vậy? Mình đối xử với người ta vậy, người ta đối xử với mình ngược lại. Nó mới là định luật nhân quả, nó có thuận có nghịch chứ. Hiểu không? Hả hồng khóc gì? Từ nay đừng khóc nữa. Hoặc là chồng chửi mình thì mình hãy lắng nghe. Mình nghe coi nó chửi mình có cái gì hay không, mình học. Chửi cũng hay nữa quý vị. Thí dụ như giờ mình đi đến chùa đi, mình ngồi nè, mình kiếm chỗ ngồi đi, viền chồng nó nói mình: em á nghe,
Đi vô chùa tu ban đầu á, anh thấy được. Mà tu giết rồi em thành cái gì à? Giết rồi em đi vô chùa em gì đó, anh thấy không có được đó nghe. Mình mình làm gì mình đau lòng, người ta nói đúng rồi còn cái gì. Đó là có thằng chồng nó nhắc nhở là tốt quá rồi. Ví dụ như mình làm chồng người ta đi, vợ mình đi đâu mình nói có chồng có con rồi đó nghe. Hành động làm sao á mà cho nó được đó. Chứ mà có cái gì rồi đừng có trách tôi á. Tôi nói nhớ kỹ nghe, những gì tôi nói nhớ kỹ đó. Nó nên đàng hoàng nghiêm túc. Tôi thương là thương thật lòng, nhưng mà lãng quạng là đừng có trách tôi á. Nói câu người ta thấy cũng ớn, như mấy cô chùa như thế này. Đừng có giỡn mặt, tôi vui bình thường thì ấy. Chứ nếu mà lãng quạng, tưng tưng lãng quạng á, đi tu rồi mà gặp trai còn gỡn gỡn á nghe, chết. Không, không có nói giỡn chơi đâu. Dù là những đứa không có với nhà bếp đó, nhưng mà giỡn là thành cái tật là quen. Khi mà những đứa biết được là kẹt lắm á, không có giỡn đâu quý vị. Nên từ nơi đó phải biết sợ chứ. Mình là người tu trong chùa thì như thế nào, như những đứa ngồi chơi thì những đứa chọc cho cười thì còn có thể. Chứ mình là người tu, mình hiểu, mình giúp nhau, hỗ trợ nhau. Còn khác phái ngoài đời vô tự chánh, không có lãng quạng với người ta. Mấy chú vô chùa cũng không có lãng quạng. Tại vì sao? Mình phải nghiêm túc. Mình muốn lãng quạng gì mình ra ngoài đời mình lãng quạng. Đúng không? Nên thì hôm có một cái cô đó, 30 mấy tuổi, 22 tuổi, gặp như đứa, cô nói thầy, con quý thầy quá. Còn nhiều người lắm mấy vị ơi, những đứa bây giờ cũng nhiều người thích. Thầy cho con hung cái đi. Nó nói vậy đó quý vị. Thì những đứa nói vậy nè, 15 năm về trước là tôi xử lý bà, thấy không? Còn 15 năm sau tôi gác kiếm. Thấy không? Thôi được rồi, có cảm giác gì đâu. Thấy không? Ngày xưa còn thấy cảm giác nhau, còn gương mặt bà chồng bà hung tan nát hết trơn. Có cảm giác gì đâu. Thôi niệm Phật đi. Thấy không? Bà cũng đang ngồi đây nè. Ta cười sẵn sặc kìa. Có gì đâu. Nói thật sự người ta nghe mình viết, người ta quý vị thích. Cái người phụ nữ mà trong cái quý mến tôn trọng, nó sanh tình cảm, nó cẩn thận nghe chưa. Cái ngưỡng mộ đó, đó nó không phải đơn giản đâu. Ngưỡng mộ quá nó sanh tình cảm ẩn ý bên trong. Nên dẹp cái tâm đó nghe chưa. Dẹp cái tâm đó đi, để mình trở thành người phụ nữ trung thị đối với chồng. Đó là cái quan trọng đó. Nên không có bao giờ mà những đức đâu bao giờ đi đâu mà nói là mà mấy cô Phật tử mà đi theo đâu, hoặc là không có đâu quý vị ơi. Tại vì sao? Mình biết mà cái tâm tôn trọng, quý mến, ngưỡng mộ với nó ẩn ý tình cảm. Ẩn ý đó nguy hiểm lắm. Mình có ngày mình ý ẩn luôn. Wow, thấy không? Nó nên á, chùa bao nhiêu trăm bà già, rồi bao nhiêu cô, bao nhiêu chú đi theo mình, bản thân của mình cố gắng quý vị, hiểu không? Và chúng ta làm sao mà cả đời mình gì nè quý vị, cả đời mình học đạo gì nè. Kệ cuộc đời thì có sự thay đổi về hoàn cảnh, nếu mà có duyên phước thì cả đời được gì thì quá hạnh phúc rồi, hiểu không? Hoàn cảnh có sự thay đổi, nhưng tâm của mình đừng thay đổi với Phật A Di Đà. Hiểu không? Nhớ tâm mình đừng thay đổi Phật A Di Đà vậy ơi. Bữa nay 15 rồi ha. 2 ngày nữa chúng ta lễ Quan Âm Bồ Tát rồi đó. Phát tâm nhiệt liệt lên quý vị. Nào, thời điểm tịnh độ đang hừng hực, chúng ta lại sanh cùng thời với nhau, phát động chương trình này lên, đúng không? Nào, nhiệt liệt hết mình.
để cuối cuộc đời chúng ta đi gặp Phật A Di Đà chúng ta cảm thấy hãnh diện, đúng không? Không, quý vị thấy an lạc thiệt hả quý vị? An lạc không? An lạc không? An lạc là vui vẻ đó, phải không? Nên từ nơi đó thôi, mình nói chuyện mà thấy gì hạnh phúc quý vị. Nói chuyện mà người ta vui, mình thấy mình vui ghê nghe. Tim nhảy dù dù luôn vậy kìa. Cả đời trao nhau trái tim cái vậy. Hướng đến Phật A Di Đà vậy ơi. Hướng trái tim đến Phật A Di Đà nghe. Hướng với A Di Đà Phật là lúc nào cũng an lạc cái quý vị. Chúng ta còn bị bỏ rơi chứ tuyệt đối Phật A Di Đà sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Không. Nếu mình hướng với A Di Đà Phật là Phật A Di Đà không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chắc chắn quý vị luôn 100%. Thấy không? Chúng ta còn có thể gạt nhau như Phật A Di Đà không bao giờ gạt mình. Tin 100% chúng ta niệm Phật cả đời thì Phật sẽ rước mình. Cứ bám chắc câu Phật hiệu đi. Cứ ôm chân Phật A Di Đà đi. Ôm chân Phật A Di Đà, Ngài không có cười với đâu. Ngài không có chọc quê mình đâu. Phật A Di Đà Ngài đi quý vị ôm chân theo, Ngài kéo mình đi tuột theo. Nghe chưa? Nhớ nghe. Ôm chân Phật A Di Đà hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó ôm cho chắc. Vậy thì chắc chắn đời này phải về cực lạc gặp nhau. Chú bị an lạc vậy ơi. Chúng ta cười lên cái cười. Thật sự cái này là cái niềm vui mà gọi là hưng khởi quý vị. Nhớ nghe, tuần này thứ bảy chủ nhật vẫn là bình thường, khóa tu bình thường, tại chúng ta lễ Quan Âm Bồ Tát thứ tư thứ năm, nên thứ sáu là 20 là bên đây cái cộng tu buổi sáng của chúng ta là vì Phật tử qua đây, rồi thứ bảy chủ nhật chúng ta trở lại bình thường luôn. Tính ra cái thời gian thì Đức hướng dẫn tu cho quý vị là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật luôn, 5 ngày. Quá nhiệt liệt quý vị ơi. Đây là đại sự nhân duyên quý vị ơi. Nắm bắt cơ hội. Đời này về cực lạc. Rồi vô tay chắp tay rồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.